Tiếp tục phiên họp thường vụ Quốc hội thứ 31 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được truyền hình trực tuyến từ nhà Quốc hội tới 62 điểm cầu của các đoàn đại biểu Quốc hội. Chủ trì tại điểm cầu Đồng Nai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Minh Cường, cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Nai cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành một ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, đảm bảo khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt và tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ lâu dài đối với từng nội dung được chất vấn. Mở đầu phiên chất vấn, nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đặt nhiều câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước là lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, nhất là tình trạng chèo kéo, môi giới, lừa đảo người dân mua bảo hiểm gây bức xúc trong xã hội. Theo các đại biểu, thời gian qua, thị trường bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài bán các sản phẩm thông qua các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng có nhiều sai phạm. Trong quá trình thanh tra kiểm tra đối với việc mà lợi dụng các cái tổ chức tín dụng và ngân hàng để bán cái bảo hiểm, và trong cái quy định xây dựng quy định về xử phạt hành chính thì chúng tôi cũng đưa những hành vi hết sức cụ thể, và đặc biệt ấy là gọi là xử lý bằng gọi là tiền phạt và các cái hình phạt bổ sung, chẳng hạn như rút giấy phép, đình chỉ giấy phép, vân vân, để thực hiện nghiêm các cái quy định pháp luật trong lĩnh vực này. Đại biểu cũng cho rằng, thời gian qua, các công ty thẩm định giá không những có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, mà trong các vụ án sai phạm vừa qua, vai trò của công ty thẩm định giá cũng rất quan trọng, có trách nhiệm hoặc thậm chí là tiếp tay trong việc dìm giá hoặc nâng giá. Theo đại biểu, có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng là thời gian qua gia tăng quá nóng các doanh nghiệp thẩm định giá, vì vậy dẫn đến việc tiếp tay và sai phạm. Tuy nhiên, sau khi xử lý sai phạm dẫn đến việc không dám làm nên gây khó khăn trong hoạt động của nền kinh tế. Cũng có những cái công trình chưa có trong quy định của suất đầu tư của Bộ Xây dựng. Tôi lại ví dụ như là suất đầu tư của Bộ Xây dựng làm gì có cái cổng cái tầm hầm 3-4 tầng hầm, làm gì có. Nhà thì làm gì có nhà riêng lẻ, làm gì có từng 4 tầng lẻ chứ có, mà chỉ từ tầng 1 đến tầng 3. Vậy thì gọi là phải gia đình mà gia đình là không đúng. Chỉ như cho nên ấy, là cũng một phần là vì quy định pháp luật, một phần vì là gọi là cán bộ gọi là thẩm định giá cố tình làm sai. Cho nên là từ cái chuyện cố tình gọi là làm sai thì sẽ sai phạm. Sẽ sai phạm thì phải xử lý kỷ luật, thậm chí là phải xử lý hình sự. Cũng tại phiên chất vấn sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã trả lời câu hỏi của các đại biểu về giải pháp để ngăn chặn tình hình buôn lậu đường, vai trò và giải pháp để lực lượng hải quan làm tốt chức năng, nhiệm vụ, giải pháp để tính chi phí định mức, chi phí kinh doanh định mức của lợi nhuận định mức trong tính giá xăng dầu, việc phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, v.v.